Hi mọi người, lại là mình Trung Kỳ Ship ở đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ hãy cùng đến với một phiên bản cực kỳ ở PVZ. Như bạn lần này chơi, lần này không chơi cả phần hàng này. Đó chính là bản Gen Z. Đó chính là PVZ bản Gen Z. Ok, bản chơi số 1 này. Đó một khi cái gì lưu đạn, cái gì đây lưu đạn à? Ô biết mà, không biết đây là cái lựu đạn. Ô con này to, con có bị để to nhất này. Màn đầu có vẻ dễ đấy. Cái gì? Một sao á? Nhớ đưa khẩu súng mới. Chơi khẩu này luôn. Nào làm ra đi. Ôi con này là to nhất. Vâng, khẩu súng kia như này nào. Kìa là khẩu súng kia nha. Mà thể thao này nó cũng được một sao. Vào sốt nhỉ. Vâng, không sốt. Xem quảng cáo những kiện. Xem quảng cáo để giúp chung cơ à? Ok. Rồi. Ui giời ơi, giời ơi.
cái tử vi viên chút đầu này xem nào. Cái gì đây? Ui rồi, toàn những con khó đánh. Cái gì vậy? Ui gì vậy? Do pin mới à? Thế đây. Lần đầu tôi chơi cái phiên bản, một cái phiên bản khác của tôi đấy. Phiên bản Gen Z đây là các linh pi bản nữ đây là. Nên tôi biết đây là bản Gen Z rồi. Vào game mọi người. Ok. Tôi bắn vào. Cái gì vậy? Con này chạy nhanh cực. Đây là tôi. Có phải con nó chạy nhanh rồi. Ui. 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 Chính xác ra. Ất gì. Phiên bản Gen Z. Cái gì vậy? Nhanh nhanh nhanh. Úi dồi này. Úi dồi cao gì này. Ôi chạy như điên luôn, chạy như điên. Đổi xuống. Mày cái đó đúng rồi, hiểm cơ, mày cũng mua hiểm. Ui dồi ôi này, con nào dưới như con nào nó cũng mua bảo hiểm luôn này. Thấy chưa? Nào, nhanh lên. Nhanh. Cái gì vậy? Cầm truy đây. Yes. Ôi dồi ôi, như này. Đây cái zombie gì đây? Zombie chó à? Rồi. Đi, có một con to.
Ôi, đây. Rồi. Ôi giời, này. Còn gặp phải mấy con phò đánh. Mắt này. Đi đây. Bốn đợt tấn công mà này bè vãi rồi, mà này vẫn bốn đợt tấn công, đợt tấn công rồi. Ra vai rồi, chạy như điên luôn. Lần đầu tôi chơi cái phiên bản này thôi. Bản này cái phiên bản này thì cái gì không cần dùng, phải dùng game keyboard đâu. Bây giờ là mình đang có 345 kim cương. Ô, nhận được M46 à? Ok. Rồi. Nào xem khẩu này, test thử, test cái cổng này. Test cái cổng này, khẩu này. Gì đây? Cái gì đây? Nào được tấn công. Cậu này mới không hết đạn. Ôi cái gì đây? Cái game này là phiên bản này nó kiểu gì ấy? Ôi lại lại cái con này. Lại à, tao xin chú mày. Ruồi à, ruồi. Ruồi, ruồi, ruồi này, ruồi. Ruồi à. Rồi xuống. Ruồi à. Tôi lại cái phiên bản này luôn. Cho nó thấp cho. Quay lại. Ôi trời ơi. Lại rồi. Rồi. Toàn là gì? Toàn là gì? Rồi. Nào. Tôi được kết thúc. Đấy, lại cho con rùa này. Cút đi cho tao, cút. Được chưa? Cái bản gen gì? Sao chứ mày cứ bắn tao đi? Cút, cút. Được chưa? Xong.
cái góc nằm nhé. Lượt 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 rồi quay lại này. Trời ạ, thua. Lên, chúng lên, chúng nó lên một đống luôn này. Rồi, rồi, đi đi, rồi. Rồi này, rồi. Rồi, xong rồi, lên lắm lên. Rồi, lắm rồi. Má có lắm rồi không? Rồi, rồi. Trời ơi, lại rồi. Không làm gì rồi. Cái đít. Rồi, rồi to lắm nha. Ok. Lắm rồi đấy. Đâu ra nào. To đến là lắm người luôn. Còn hai con ruồi nữa anh Việt. Hiện tại bây giờ đã còn hai con ruồi. Zombie ruồi. Ruồi. Hết ruồi. Thank you.
Sai lầm nhấn nhất thì một lại rồi. Cái bàn này chưa đủ khó đây, ra lại còn to và ruồi vào. Ruồi. Rồi. Rồi. Có vài con thì chạy như điên. Lại ruồi. Phải ai. Sao suốt này. Sao suốt này tôi không đến ruồi. Ruồi. Biết đi. Ủa dồi. To chưa. Dã man luôn. Nhanh. Come on. Yes. Tôi thích cái phiên bản này. Rồi nhá, tôi làm rồi. Tôi sẽ làm phiên bản.